Xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay chắc anh chị vẫn tiếp tục sốt ruột về thị trường khi thị trường của chúng ta chưa vượt được mốc 1.200 điểm đúng không ạ? Và đặc biệt là phiên sáng nay lại có nhịp điều chỉnh khá là sâu và làm cho rất nhiều các anh chị đang lo lắng về thị trường. Phiên chiều thị trường cũng đã hồi phục trở lại. Tuy nhiên là tình trạng nghẽn lệnh vẫn tiếp tục xảy ra sau khi giao dịch được khoảng độ 20 phút và làm cho rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta đã bị bức xúc. Và thực sự hiện tại trạng thái thị trường như thế nào thì xin mời tất cả các anh chị cùng theo dõi quan điểm của Thế về bản tin thị trường ngày 16 tháng 3 năm 2021 với chủ đề thị trường phân hóa và chúng ta tiếp tục kiên nhẫn nắm giữ. Vâng, trong ngày hôm nay thì xin chia sẻ với anh chị đó là chúng ta thấy rằng thị trường ngày hôm nay là đây là biểu đồ 15 phút của VN Index. Thì trong những phiên vừa qua thị trường của chúng ta tiếp tục đi ngang, cũng đã có những cái nhịp gọi là rũ bỏ, điều chỉnh nhưng sau đó lại hồi phục trở lại. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là trong buổi ngày hôm nay thì cũng đã xảy ra những cái nhịp điều chỉnh khá là sâu ngay từ đầu phiên sáng với cái áp lực và khối lượng bán ra khá là lớn. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng cái áp lực giảm điểm là thị trường của chúng ta từ 1.184 điểm giảm về 1.170 điểm. Gần 170 điểm trong phiên sáng nay. Tuy nhiên là sau đó là gần cuối phiên sáng là thị trường cũng đã hồi và phiên chiều thị trường là đi ngang, biến động đi ngang và với khối lượng thanh khoản của chúng ta phiên chiều là ở mức thấp vì là hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục là xảy ra. Và phiên sáng chúng ta thấy rằng cái việc thị trường của chúng ta bán rất là mạnh và tạo khoảng trống. Các anh chị lưu ý là bán khá là mạnh và tạo khoảng trống làm cho khối lượng cũng gia tăng khá là lớn và rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta không đủ kiên nhẫn cũng đã phải bán ra cổ phiếu ở trong những cái giai đoạn như thế này. Và nếu mà xét về đồ thị 15 phút của VN Index hiện tại thì chúng ta thấy rằng là trong những cái giai đoạn đi ngang vừa qua thì đó là chỉ số RSI của chúng ta cũng biến động ở quanh vùng 40-50 và ngày hôm nay là một cái nhịp điều chỉnh khá là sâu với đó là khi RSI của chúng ta gọi là chạm dưới vùng gọi là quá bán. Chúng ta thấy rằng đây là vùng quá bán là vùng 30 thì chỉ số của chúng ta đã hồi phục trở lại rồi. Và Thế cũng kỳ vọng rằng đây là cái nhịp rũ bỏ và nhịp test cuối cùng trước khi mà thị trường của chúng ta vượt mốc 1.200 điểm trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên là trong những phiên tới thì chúng ta sẽ đối mặt với ảnh hưởng đó là của thị trường chứng khoán phái sinh đáo hạn vào thứ năm, cũng như là một số các thông tin liên quan đến các cuộc họp của Fed đưa ra các quyết định là ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của chúng ta. Thế nên là chúng ta vẫn cần phải theo dõi và quan sát thêm. Khi mà RSI chạm 30 hồi phục lại cũng khá là tích cực. Đây là đồ thị 15 phút của VN Index và chỉ số Stochastic của chúng ta cũng đang có xu hướng hồi phục và hướng lên. Thì xu hướng ngắn hạn vẫn đang là hồi phục ở trong ngắn hạn. Đó là đồ thị của 15 phút đối với VN Index. Còn đồ thị 1 giờ thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái phiên rũ cũng khá là mạnh với khối lượng gia tăng so với mức trung bình. Và RSI đang bắt đầu có xu hướng hướng lên. Và Stochastic thì chúng ta thấy rằng đường xanh đang cắt đường đỏ có xu hướng hướng lên. Thì cho thấy rằng về trong ngắn hạn là đang cho thấy chỉ số của chúng ta đang có xu hướng sẽ hồi phục trong những phiên gọi là kế tiếp. Nghĩa là trong phiên ngày mai có xu hướng hồi phục trở lại. Nhưng chúng ta cũng biết rằng đây là những cái vùng kháng cự ở quanh vùng 1185 đúng không ạ? 1190 là những cái vùng kháng cự khá là mạnh. Thế nên là để thị trường của chúng ta vượt được thì cần rất nhiều các yếu tố gọi tích cực về dòng tiền. Nhưng hiện tại thì các điều đó thì chúng ta vẫn thấy chưa có sự đột biến ở trong thời gian vừa qua. Thì xu hướng sẽ xác suất cao vẫn sẽ là biến động ở quanh vùng tích lũy ở quanh vùng 1180, 1190 và đi ngang. Nhưng có một điều mà chúng ta thấy rằng đó là cái sự phân hóa sẽ vẫn tiếp tục xảy ra trong những phiên tới theo Thế đánh giá là như vậy. Vì vấn đề là khi mà chỉ số của chúng ta cùng xem đồ thị nến ngày thì đó là đã ngày hôm nay cũng đã có sự rung lắc. Và chúng ta thấy rằng lớp khoảng trống phía trước thì xu hướng vẫn đang tích lũy như thế này thì cũng là những cái trạng thái tích lũy khá là tốt rồi, nhưng do nghĩa là do sàn HOSE của chúng ta
lỗi lệnh. Thế nên là việc nếu mà cổ phiếu hoặc là thị trường muốn đẩy lên thì cần một cái lượng dòng tiền rất là lớn thì mới đẩy lên được. Tuy nhiên đến hiện tại là khi mà thanh khoản của chúng ta rơi vào với giá trị thanh khoản 14-15 ngàn tỷ là thị trường của chúng ta đã bị lỗi lệnh rồi. Thì cái việc mà lỗi lệnh như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái gọi là cái động lực mua cũng như là cái sức mua và dòng tiền vào thị trường. Đó là một cái điểm trừ khá lớn của thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Và xu hướng chủ đạo vẫn là đi ngang. Với xu hướng chủ đạo đi ngang như thế này thì thế đánh giá là vẫn có sự phân hóa. Và đặc biệt là trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là thị trường của chúng ta điều chỉnh và lắm lúc cũng điều chỉnh khá là sâu trên 10 điểm, nhưng vẫn có những cái cổ phiếu của chúng ta đóng cửa mức giá xanh, đóng cửa cũng như là giao dịch ở mức giá xanh. Và điển hình ngày hôm nay trong rổ VN30 có FPT. FPT cũng là cổ phiếu mà Thế đã nhắc đến khá nhiều trong thời gian vừa qua, và trong tuần vừa qua cũng review cho các anh chị đó là cổ phiếu có 4 tuần tích lũy khá là chặt chẽ. Và trong ngày hôm nay mặc dù thị trường của chúng ta giảm điểm, đó là giảm 4,66 điểm tương ứng với 0,39%, nhưng FPT vẫn đóng cửa mức giá cao nhất và tạo thành một cái cây nến bùng nổ với khối lượng lớn, và cho thấy rằng là xu hướng tăng sẽ tiếp tục duy trì ở trong những thời gian tới. Đó, hoặc là TCH ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cũng giao dịch và cũng đóng cửa mức khá là tích cực. PLX, VRE. PLX thì chia sẻ với anh chị như hôm qua thì Thế cũng chia sẻ đó là cái phiên hồi phục khá là tích cực kèm theo khối lượng, và xu hướng sát xuất cao PLX vẫn tiếp tục hồi phục. Và PLX thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay cũng được khối ngoại mua dòng khá là tích cực và tác động đến điểm số ở thị trường khi mà PLX ở mức xanh, VRE cũng hồi phục, HD Bank, MVKG và PRR trong rổ VN30. Ở chiều giảm ngược lại thì chúng ta thấy rằng một số các cổ phiếu ở dòng dầu khí, tuy nhiên là cái mức độ giảm thì cũng không quá nhiều. Mức độ giảm thì không quá nhiều, vẫn là biến động ở quanh vùng tham chiếu ở trong thời điểm hiện tại. Về khối ngoại ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng trên sàn HOSE là khối ngoại bán dòng chỉ còn 256 tỷ đồng. Và tổng cả hai sàn thì chúng ta thấy rằng là khối ngoại vẫn tiếp tục là bán dòng. Nhưng mà ngày hôm nay thì gom mạnh PLX, thì chúng ta thấy rằng PLX ngày hôm nay là mua nhiều. KBC, FCN, Sabeco ngày hôm nay cũng tích cực. PRR, CRE, đấy là một số cổ phiếu mua dòng. Và Vinamilk của chúng ta vẫn tiếp tục bán dòng. Vinamilk, MBB, HPG, VRE, SSI, Vietcombank, Novoland, CTG, ACB, một số cổ phiếu dòng ngân hàng ngày hôm nay cũng chịu cái áp lực bán dòng của thị trường trong ngày hôm nay. Và tác động điểm số tăng thì chúng ta thấy rằng FPT tác động chủ yếu điểm số tăng này, sau đó là Sabeco này, PLX, VRE, TCH tác động một chút. Về chiều giảm có GVR tác động khá nhiều đến điểm số giảm. Tiếp theo là Vinamilk, BID, Vietcombank, VIX, GAT, Hòa Phát, VP, CTG và BCM. Đó là các cổ phiếu mà tác động đến điểm số giảm của chúng ta. Mặc dù ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng, các anh chị nhìn thấy rằng đó là ngày hôm nay các chỉ số châu Á khá là tích cực, như là Nikkei của chúng ta đóng cửa tăng trên 150 điểm, tương ứng 0,52%. Shanghai, Hang Seng, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc, tất cả chúng ta thấy rằng là đều xanh, đều đóng cửa mức tích cực. Nhưng mà chỉ số của chúng ta do nhiều yếu tố khách quan, thế nên là hiện tại là vẫn đang biến động quanh vùng tham chiếu, ngày hôm nay còn đóng cửa mức giảm. Về Dow Jones hiện tại thì chúng ta future vẫn biến động quanh vùng tham chiếu, Nasdaq cũng tiếp tục tăng. Và Dow Jones vừa qua thì liên tục là vượt đỉnh, đó cho thấy là những cái trạng thái khá là tích cực khi mà kỳ vọng rằng gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ đô của Mỹ sẽ tác động khá nhiều đến thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là nền kinh tế Mỹ, và Việt Nam cũng sẽ là được hưởng lợi ở trong thời gian tới. Đó cũng là những cái yếu tố mà tác động khá tích cực đến chúng ta thấy rằng đó là tác động khá tích cực đến thị trường chứng khoán ở nước ngoài. Tuy nhiên là Việt Nam thì chúng ta thấy rằng xoay đi quẩn lại vẫn là cái câu chuyện nghẽn lệnh, và lệnh của trên sàn HOSE vẫn tiếp tục là nghẽn lệnh. Và rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta cũng phản đối rằng đó là Ủy ban chứng khoán cần phải đứng ra xin lỗi nhà đầu tư, cũng như là cần phải có những cái hành động thực sự là thiết thực. Và chia sẻ với các anh chị thực sự là khi mà đến giao dịch mà cứ đến tầm khoảng độ là hơn 1 giờ chiều
là lại bị nghẽn lệnh thì thực sự rất nhiều nhà đầu tư cũng chia sẻ với thế, đó là khá là bức xúc về trạng thái của thị trường trong thời điểm hiện tại. Và đó làm cho thị trường của chúng ta vẫn chưa tăng được so với mức dự kiến. Giả sử bình thường khi mà chạm vùng đỉnh 1.200 là vùng kháng cự, là vùng điểm số, là vùng đỉnh cũ của 2018, 2008 chúng ta đúng không ạ? 2007, 2008 thì việc mà chỉ cần tích lũy ở trong một thời gian ngắn là thị trường của chúng ta có thể vượt được. Tuy nhiên là do nhiều nhiều yếu tố, đặc biệt là do yếu tố về sàn của chúng ta, thế nên là chỉ số của chúng ta vẫn tiếp tục rung lắc và rũ bỏ, và điều này cũng làm cho rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta chán nản. Thực sự là như vậy, mặc dù là điểm số là đỉnh của mọi thời đại nhưng rất làm cho rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta phải chán nản ở trong giai đoạn này. Gần như là nếu mà buổi sáng mà chúng ta gọi là giao dịch được ít buổi sáng buổi chiều, thực ra rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta là chuẩn là giao dịch phiên chiều, tuy nhiên là đến bây giờ là buổi chiều cứ hơn 1 giờ, là khoảng độ 1:10 đến 1:20 thế lại thông báo cho các anh chị là nghẽn lệnh, thì đó là một điều mà rất là buồn, khá là buồn và xảy ra thường xuyên liên tục như vậy, làm cho rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta cũng mất niềm tin về thị trường. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta hiện tại đang ở trên thị trường và các anh chị vẫn giao dịch trên thị trường, thì chúng ta phải gọi là chấp nhận những cái tiếng nói của chúng ta, hy vọng rằng các cơ quan chức năng, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ ghi nhận làm sao để sớm khắc phục những cái lỗi gọi nghẽn lệnh trong thời điểm hiện tại, và cũng hy vọng rằng FPT của chúng ta sẽ sớm làm những cái gọi là đẩy lệnh cũng như là làm hệ thống gọi trơn tru để có thể giao dịch được một cách bình thường. Đó là điểm qua một chút về trong phiên ngày hôm nay, thì các anh chị thấy là cũng là một cái phiên gọi là đi ngang chạm đường hỗ trợ của MA20 trong phiên ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đi qua và cụ thể hơn về thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Chia sẻ với anh chị như sau, thì chúng ta thấy rằng đó là hiện tại mà ngày hôm nay thì chúng ta đến với chỉ số của VN Index thì tiếp tục là một phiên đi ngang rũ bỏ rung lắc khối lượng ở quanh mức trung bình, và các anh chị thấy là khi nào mà khối lượng lớn hơn trung bình thì cho thấy dòng tiền đang tập trung nhiều ở một số cổ phiếu mid cap nhiều hơn, hoặc là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vừa và nhỏ. Còn khi nào mà phiên nào mà thị trường của chúng ta mà khối lượng thấp hơn thì thông thường dòng tiền sẽ là tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, và chúng ta cùng theo dõi đó là VN30 của chúng ta. Nghĩa là khi mà cùng một cái lệnh đó mà vào các cổ phiếu lớn ấy, thì cái giá trị nó sẽ là cao hơn. Nghĩa là thông thường sàn sẽ bị lỗi lệnh trong khi mà khớp lệnh khoảng độ 14.000 tỷ giá trị đến 15.000 tỷ là bắt đầu có trạng thái lỗi rồi. VN30 chúng ta test lại và hồi phục. Đây thực ra là những cái trạng thái mà đi ngang khá là tích cực, test lại rũ bỏ khá là tích cực, thì theo thầy đánh giá là xu hướng này xác suất cao vẫn tiếp tục là đi ngang, và chúng ta thời điểm hiện tại là chúng ta cần kiên nhẫn. Như ngày hôm qua thế đã phân tích các cổ phiếu ở trong danh mục của chúng ta rồi. Nhìn chung là hiện tại các cổ phiếu vẫn chưa có gì gọi là thay đổi quá lớn, mặc dù ngày hôm nay cũng có một số cổ phiếu điều chỉnh, nhưng nhìn chung vẫn là đang những cái trạng thái mà chúng ta kiểm soát và cũng đang cái trạng thái mà chúng ta tiếp tục nắm giữ, và hiện tại là chúng ta vẫn tiếp tục kiên nhẫn thôi. Vẫn tiếp tục kiên nhẫn, nhưng dòng tiền có thể vẫn có cái sự phân hóa, và ngày hôm nay thì chúng ta nhìn cái sự phân hóa cũng rất rõ đúng không ạ? VN Index và VN30 đều test lại cái đường MA20, chúng ta thấy rằng trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng ngày mai xét theo đồ thị 15 phút đồ thị 1 giờ thì hy vọng rằng thị trường của chúng ta sẽ hồi phục, và còn để vượt mốc 1.200 thì chắc là chúng ta cũng phải chờ thêm, vì hiện tại là của sàn của chúng ta vẫn tiếp tục bị lỗi lệnh. HNX thì vẫn tiếp tục ở những cái vùng đỉnh 10 năm, khối lượng vẫn tiếp tục gia tăng và cho thấy là dòng tiền vẫn đang ở thị trường và vẫn tiếp tục là tìm kiếm những cái cơ hội mới. Đến cái vùng thời điểm hiện tại thì hệ thống vẫn khuyến nghị là các anh chị của chúng ta tiếp tục là quan sát theo dõi thị trường, và xu hướng chủ đạo vẫn là nắm giữ cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại. Nếu những anh chị mà tỷ động thấp thì ok, có thể các anh chị vẫn canh để những cái vùng giá hấp dẫn để chúng ta mua được. Còn nếu mà các anh chị nào mà hiện tại mà đang tỷ trọng ở mức cao rồi thì chúng ta nên tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn, hoặc một số anh chị an toàn thì chúng ta có thể
chờ thị trường vượt mốc 1.200 điểm để chúng ta mua và gia tăng thêm tỷ trọng. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng mặc dù thị trường lỗi, nghĩa là thị trường điều chỉnh và nghẽn lệnh khá là sớm, nhưng vẫn có những cổ phiếu mà thu hút dòng tiền khá là tích cực, chẳng hạn như là CSC ngày hôm nay cũng là bứt phá và thu hút dòng tiền khá là tích cực này. Dabaco của chúng ta, Dabaco thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay cũng ra tin tốt đúng không ạ? Thì đối với cổ phiếu Dabaco ngày hôm nay cho thấy là cái mức độ tăng khá là tốt khi mà mở cửa đã tạo ra khoảng trống này, mở cửa tạo ra khoảng trống và cuối phiên cũng có sự rung lắc và rũ bỏ lại, nhưng cuối phiên vẫn đóng cửa mức giá cao. Thì đối với cổ phiếu Dabaco ấy, nếu mà xét về gọi thuần về hỗ trợ và kháng cự đúng không ạ? Về kháng cự thì chúng ta thấy rằng ở đây là những cái vùng kháng cự phía cũ, phía trước của Dabaco, đó là quanh vùng 62, 63 đến 64 là những cái vùng kháng cự ở trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu mà xét về xu hướng gọi là xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, hiện tại Dabaco vẫn tốt. Và khi mà các anh chị đã nắm giữ cổ phiếu Dabaco như thế này rồi thì xu hướng của chúng ta đó là nắm giữ ở trong vòng thời gian 3 đến 6 tháng chứ không lướt lát. Thế nên là mặc dù gặp những cái ngưỡng kháng cự ở phía trước này thì thế cũng sẽ không khuyến nghị và không tư vấn các anh chị bán. Vì nếu anh chị nào nghiên cứu về cơ bản của Dabaco và các anh chị đã mua rồi thì thông thường chúng ta mua và nắm giữ trong thời gian ít nhất là 3 tháng, 6 tháng hoặc nhiều hơn. Thế nên là cái việc mà chạm ngưỡng kháng cự này không có vấn đề gì cả. Có thể sẽ có những cái nhịp tăng tiếp điều chỉnh, đó là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề về xu hướng trung hạn, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đang tích cực thì các anh chị nên nắm giữ đối với cổ phiếu Dabaco nhé. Còn để mà giải ngân ở vùng này thì hiện tại thì vùng này là cái vùng khá là cao rồi. Việc chúng ta mua đuổi thì cũng có thể sẽ có những cái rủi ro điều chỉnh xảy ra. Còn nếu mà các anh chị muốn giải ngân thì chúng ta nên lựa chọn những cái thời điểm cổ phiếu này điều chỉnh sâu thì chúng ta giải ngân. Còn hiện tại là xét về trạng thái, vì một số các anh chị cũng đang nắm giữ cũng hỏi thế rằng là có nên bán cổ phiếu này hay không, thì ngắn hạn có thể điều chỉnh khi mà gặp vùng đỉnh cũ như thế này, nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ không nên bán vì cái mục tiêu của chúng ta nắm giữ là trung và dài hạn rồi. Fit cổ phiếu đầu cơ ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cũng tiếp tục tích cực đối với cổ phiếu Fit. Tuy nhiên đây là một cái cổ phiếu đầu cơ, thế nên là các anh chị nào mà tham gia thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, cũng nếu mà tham gia thì cũng nên tham gia cái tỷ trọng ở mức thấp thôi để tạo những cái sự an toàn. Thực ra như này, khi một thị trường mà chúng ta bước vào một cái xu hướng sóng tăng ấy, các cổ phiếu đầu cơ chúng ta thấy rằng chia sẻ với anh chị đây cũng là nhịp tăng rất mạnh của cổ phiếu đầu cơ đúng không ạ? Trong vòng một cái thời gian ngắn mà cổ phiếu tăng từ giá, chúng ta thấy rằng tăng từ giá 8 lên giá 22. Đây là một mức tăng khá là ấn tượng, nhưng sau đó khi mà rơi thì cũng gần như là rơi không có thanh khoản rồi. Thì với vấn đề là đối với những cái cổ phiếu này thì các anh chị nếu có tham gia thế thì không khuyến nghị cho các anh chị khách hàng rồi, vì vấn đề là nó mang tính cái rủi ro và không thuộc những cái tiêu chí mà gọi là lựa chọn cổ phiếu của hệ thống đầu tư Target. Thế nên là sẽ không khuyến nghị các anh chị tham gia. Còn nếu các anh chị tham gia thì nên đánh ngắn và chúng ta nên tham gia tỷ trọng thấp. Vì thực sự là cơ hội, tại sao rất nhiều các anh chị vẫn thích cái cổ phiếu đầu cơ này? Vì cơ hội rất là nhiều, rất là lớn, nhưng mà rủi ro cũng tương đương đối với các cổ phiếu đầu cơ, thế là như vậy. Còn FPT, FPT hôm trước là thế cũng chia sẻ với anh chị, khi mà cổ phiếu đó là chúng ta thấy rằng là 4 tuần tích lũy siết chặt và ngày hôm nay là một cái phiên mà như thế cũng đã chia sẻ với các anh chị là khi mà đi ngang bám sát đường EMA 50 thì đó là những cái trạng thái khá là tốt. Ngày hôm nay kết hợp với những cái thông tin tốt của FPT khi mà chia cổ tức và kỳ vọng kết quả kinh doanh ở trong thời gian tới nữa, thì ngày hôm nay FPT như dự kiến đó là sẽ có những cái phiên bùng nổ với khối lượng khá là mạnh. Thì ngày hôm nay thực ra khối lượng trên 5 triệu và vẫn giữ được cái mốc giá đó là trên 80, mặc dù ngày hôm nay đóng giá 81, thì đó là cái trạng thái khá là tích cực rồi. Và nếu mà các anh chị thực ra ấy, mua là các anh chị nên mua ở những cái vùng nền tảng trước rồi, hoặc là những cái vùng mà bắt đầu bứt phá. Còn vùng này, ngày hôm nay thực ra FPT vẫn là một cái phiên điểm mua chuẩn đối với cổ phiếu FPT. Tuy nhiên là các anh chị mua thì chúng ta thực ra là chúng ta nên ngay đầu phiên sáng thì thế cũng đã chia sẻ với các anh chị, khi mà mặc dù thị trường điều chỉnh nhưng mà dòng tiền vẫn vào FPT thì cho thấy là khá là mạnh rồi. Tuy nhiên
cái nhịp này. Thì nếu mà các anh chị mua thì chúng ta nên chờ chỉnh, nếu mà các anh chị mua mua thêm hoặc là mua mới. Còn mua gia tăng thì chúng ta vẫn có thể mua ở phiên này. Phiên này theo chuẩn là một cái phiên điểm mua mới. Tuy nhiên là kết hợp thị trường thì chúng ta cũng nên cân nhắc cái tỷ trọng. Tỷ trọng giả sử là chúng ta mua ở vùng dưới này là 2 phần rồi thì mua ở trên này chỉ là 1 phần thôi để cân bằng trung bình giá của chúng ta ở mức thấp. FPT là một cổ phiếu tốt nhá. Và vừa qua đặc điểm tại sao FPT lại rất là phải chú ý, vì vấn đề là chia sẻ với chị là FPT vừa qua là một trong những cổ phiếu hồi phục mạnh nhất cùng với thị trường chung. Chúng ta thấy rằng cái nhịp này FPT của chúng ta cũng đã hồi phục. Chúng ta xem xét rằng là 32%, hơn 30% từ cái vùng đáy vừa qua điều chỉnh đến cái vùng này. Hơn 30% là cổ phiếu mạnh hơn thị trường và đang là một trong những cổ phiếu mà hồi phục mạnh nhất. Xong đó là tích lũy đi ngang. Đây là gần như là một chiếu nghỉ của FPT. FPT gần như là một chiếu nghỉ và ngày hôm nay tiếp tục thức giấc và bứt phá. Đó là một cái xu hướng tất yếu. Thì vấn đề là hiện tại đây là một cái cổ phiếu hồi phục rất mạnh cùng với thị trường chung. Và cái khi mà thị trường chung điều chỉnh 200 điểm như cổ phiếu cũng chỉ điều chỉnh ở trong biên độ ngắn và biên độ nhỏ như thế này thì cho thấy rằng đây cũng là một cái cổ phiếu khá là mạnh, khá là mạnh. Các anh chị lưu ý là khi thị trường chung điều chỉnh mạnh mà các cổ phiếu nào điều chỉnh ít thì sau đó các cổ phiếu đó thị trường chung ổn định thì các cổ phiếu đó sẽ là những cái cổ phiếu tăng tăng sẽ rất là tốt và FPT hiện tại đang đi đúng hướng. Và chúc mừng các anh chị nào chúng ta nắm giữ và kiên nhẫn. FPT là thế còn vẫn còn kỳ vọng rất là dài trong thời gian tới. Thế nên là các anh chị hiện tại là chúng ta không có lý do gì để chúng ta phải bán ra cả. HTN là một cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng cũng tích lũy ở kênh trên, nền trên nhé. Đây là những vùng tích lũy ở trên đỉnh, test lại khối lượng thấp và ngày hôm nay bứt phá vượt đỉnh như này. Đó là những cái trạng thái cũng khá là tích cực của HTN. Các anh chị có thể, nghĩa là chúng ta mua thì chúng ta có thể mua, tuy nhiên là khối lượng ở mức thấp thì nên là cái tỷ trọng là thấp thôi. QTP ngày hôm nay cũng tăng tích cực nhưng mà xu hướng là gặp những cái đỉnh cũ này. Đỉnh cũ này thì thông thường sẽ có nhịp test lại trước khi mà duy trì tiếp một cái đà tăng. Cái phiên ngày hôm trước khối lượng chưa đủ đã test lại rồi. Phiên ngày hôm nay thì cũng có những cái áp lực bán ra và hấp thụ cái nguồn cung tại những cái vùng kháng cự phía trước. Tuy nhiên về xu hướng thì khá là tốt. Các anh chị mua thì chúng ta sẽ nắm giữ. VOC ngày hôm nay cũng khá là tích cực nhưng chúng ta thấy rằng ngày hôm nay không đóng cửa ở mức cao ở trong phiên vì do gặp những cái vùng kháng cự phía trước và vùng kháng cự ở phía trước có một cái đặc điểm nổi bật đó là khối lượng khá lớn. Về xét về xu hướng trung hạn, ngắn hạn và dài hạn đối với cổ phiếu này là đang duy trì một xu hướng tăng. Tuy nhiên là việc tăng thì cổ phiếu có thể vừa tăng vừa điều chỉnh. Đây là nhịp tăng xong chỉnh này, xong lại tăng tiếp. Thế nên là việc nếu mà các anh chị nghiên cứu về cổ phiếu này rồi thì chúng ta nghiên cứu về cơ bản thì chúng ta sẽ xác định là mua, nắm giữ và kiên nhẫn. Mua và nắm giữ và kiên nhẫn nhá. Đó là thế chia sẻ qua mặc dù thị trường chung của chúng ta điều chỉnh nhưng ngày hôm nay cũng có khá nhiều các cổ phiếu đã thu hút dòng tiền khá là tích cực và các anh chị lưu ý là mặc dù các cổ phiếu đó hoàn toàn chúng ta vẫn có thể mở những cái điểm mua mới, tuy nhiên là các anh chị cũng cần phải cân đối giữa cái danh mục và tỷ trọng danh mục của mình. Đó là cho thấy là thị trường hiện tại vẫn phân hóa, dòng tiền vẫn đi tìm kiếm những cái cơ hội mới. Chúng ta sẽ quay lại với một số các cổ phiếu của dòng chính trong ngày hôm nay. Chúng ta đến với các cổ phiếu trụ trước. Đối với cổ phiếu trụ ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là Vinamilk. Vinamilk vừa qua thì thực ra là bản thân thế đánh giá là khi mà Vinamilk có những cái phiên bung khối lượng, xong đó test lại và tiếp tục bung khối lượng và tạo khoảng trống thì thế cũng đánh giá và kỳ vọng rằng là Vinamilk sẽ có một cái nhịp hồi phục. Thực ra Vinamilk dừng rơi là tích cực rồi vì Vinamilk sẽ tác động đến điểm số của thị trường. Nếu Vinamilk dừng rơi và hồi phục trở lại thì sẽ hỗ trợ khá là tích cực đối với thị trường chung. Tuy nhiên là phiên ngày hôm nay thì vừa qua là đi ngang thì phiên ngày hôm nay Vinamilk cũng test lại với cái khối lượng vẫn tiếp tục là gọi là khối lượng vẫn tiếp tục là bung ra và cho thấy là vẫn chịu những cái áp lực bán và đặc biệt Vinamilk chúng ta thấy rằng là khối ngoại ngày hôm nay vẫn tiếp tục bán dòng đối với cổ phiếu Vinamilk. Thì Vinamilk đến vùng này thì chúng ta sẽ xem xét có những cái sự phân kỳ nào không.
vẫn chúng ta vẫn phải chờ những cái phiên ngày mai nữa. Nếu mà Vinamilk mà chúng ta thấy rằng ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn ở quanh vùng 100. Quanh vùng 100 Vinamilk, nếu Vinamilk vẫn giữ được vùng này và hồi phục trở lại thì sẽ khá là tích cực. Sẽ khá là tích cực vì thực ra đối với Vinamilk có ý nghĩa đó là làm cho chỉ số của chúng ta dừng rơi. Còn ngưỡng hỗ trợ sâu hơn ở của Vinamilk đó là ngưỡng 90 96, 97. Đây là những cái vùng hỗ trợ mạnh hơn của Vinamilk. Thì chúng ta sẽ quan sát thêm, nếu ở phiên này mà test với khối lượng thấp hơn thì sẽ là tích cực hơn, nhưng mà test với khối lượng lớn thì chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm phiên ngày mai. Và Vinamilk kỳ vọng rằng sẽ không thủng cái mốc 100 thì mà hồi phục trở lại thì đó là những cái trạng thái tốt và có thể tác động đến điểm số ở thị trường chung cũng như là tâm lý ở thị trường chung, thì chúng ta vẫn cần phải quan sát thêm. Vinamilk ngày hôm nay cũng mặc dù rút chân như này nhưng mà chúng ta vẫn cần phải quan sát thêm phiên ngày mai xem có thực sự là hồi phục được hay không. Vinamilk trạng thái vẫn ở quanh cái vùng hỗ trợ ngắn này. Các cổ phiếu như là BVH vẫn chưa thoát khỏi cái hình hộp này, cũng đang chạm ở những cái cạnh dưới. Chúng ta thấy rằng cạnh dưới của cái hộp Davat thì chúng ta vẫn quan sát thêm. Điều tích cực là khối lượng của BVH ở mức thấp này. Hy vọng khi mà chạm cạnh dưới là sẽ hồi phục trở lại. Mansan cũng có phiên nay gần như là chúng ta cũng làm một cái phiên test có thể là một cái phiên test cung. Ngày hôm nay rung lắc rũ bỏ với khối lượng thấp như này thì Mansan có trạng thái tích cực hơn. Nghĩa là Mansan hiện tại là so với một số cổ phiếu blue chip như là BVH và Vinamilk thì có trạng thái tích cực hơn. Tiếp theo là chúng ta đến với cổ phiếu GAT. GAT là một trong những cổ phiếu blue chip của dòng dầu khí, thì chúng ta thấy rằng GAT ngày hôm nay cũng đã chạm cái mốc đó là gì ạ? Chạm cái đường EMA20, vẫn biến động ở quanh cái đường EMA20 này. Thì khối lượng ngày hôm nay thì vẫn thấp hơn so với mức trung bình, cao hơn mấy phiên trước thôi. Tuy nhiên là vẫn thấp hơn so với mức trung bình, thì trạng thái của GAT này cũng biến động ở vùng này thì có thể hiện tại vẫn đang là cái vùng hỗ trợ đối với GAT. Thì chúng ta kéo dài ra thì đó là vùng quanh vùng 90, cũng là vùng hỗ trợ đối với GAT. Thì vừa qua căn bản giá dầu của chúng ta cũng có sự điều chỉnh trở lại và chưa có sự bứt phá, thế nên là các cổ phiếu dòng dầu khí này, đặc biệt là GAT là cũng chưa có những cái nhịp hồi phục trở lại. Thì hiện tại GAT đang chạm cái vùng hỗ trợ, thì vùng hỗ trợ này nếu mà dòng tiền ngày mai tích cực và hồi phục trở lại thì đó đây là những cái vùng hỗ trợ rất là tích cực, vì chạm đường EMA20 này, chạm đường EMA20 thì cái xác suất mà bứt phá trở lại cũng khá là cao. Khi mà bứt phá trở lại thì đây là cái đường EMA20 là những cái vùng mua mới mà an toàn, mua mới an toàn, nhưng mà chúng ta vẫn nên quan sát thêm. Mặc dù chậm chạm hỗ trợ rồi nhưng mà cái lực cầu chúng ta cần phải quan sát thêm là lực cầu sẽ tham gia cổ phiếu này không, để cổ phiếu này hồi hay không thì chúng ta vẫn cần quan sát thêm. Sabeco ngày hôm nay khá là tích cực và tác động đến điểm số tăng của thị trường chung đúng không ạ? Sabeco thì cũng kỳ vọng là sẽ là hồi phục ngày hôm nay, thì hồi phục nhưng mà khối lượng điểm trừ là khối lượng hơi thấp ở trong phiên ngày hôm nay. Sabeco cũng là một trong những cổ phiếu mà tác động chỉ số vừa qua, chúng ta thấy rằng khi mà thị trường rơi 200 điểm thì Sabeco cũng rơi 23%, gần 25% và tương ứng rơi khoảng độ gần 50 giá. Đó là cái trạng thái mà cũng khá là kinh khủng, từ 210 về 160. Thì cái cổ phiếu này cũng tác động đến điểm số thị trường chung khá lớn này. FPT ngày hôm nay cũng khá là tốt. Một số cổ phiếu như chẳng hạn như Vietcombank. Vietcombank bản chất phiên ngày hôm nay thì thế đánh giá vẫn là một cái phiên test cung. Test cung là một phiên ngày khi mà bắt đầu có những cái dấu hiệu dừng rơi, tạo ra những cái cây nến rút chân và hồi phục trở lại, thì đây là những cái phiên test cung này. Khối lượng vẫn ở mức cao nhưng phiên này là một cái phiên test cung nhưng khối lượng ở mức thấp, thì thế sẽ kỳ vọng rằng Vietcombank và cũng như là dòng ngân hàng sẽ hồi phục và tác động đến điểm số thị trường chung ở trong thời gian tới. Khi mà các cổ phiếu này hồi phục thì cũng sẽ tác động rất lớn đến đối với tâm lý và điểm số ở thị trường chung của chúng ta. Đó là chia sẻ với các anh chị một số các cổ phiếu trụ đến cái thời điểm hiện tại, thì chúng ta thấy rằng rất nhiều các cổ phiếu đang ở vùng hỗ trợ nhưng vẫn chưa có một cái trạng thái dòng tiền tích cực thực sự trở lại. Vùng hỗ trợ thì sẽ có hai khả năng, đó là chạm vùng hỗ trợ dòng tiền tham gia và hồi phục. Đây ạ, giả sử như là đây chạm vùng hỗ trợ
dòng tiền tham gia thì hồi phục, hoặc khả năng thứ hai nếu mà khả năng tiêu cực hơn đó là tiếp tục là giảm điểm và tác động đến điểm số của thị trường chung. Nhưng mà thế vẫn đang nghiêng về cái kịch bản đó là kịch bản sẽ có những cái dòng tiền tham gia và làm cho cổ phiếu hồi phục nhiều hơn, vì đa số các cổ phiếu trụ hiện tại có trạng thái khá là giống nhau, một số cổ phiếu test thì không giống nhau thôi, nhưng mà đa số là đang ở những cái vùng hỗ trợ khá là mạnh rồi, và chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là dòng tiền sẽ trở lại và sẽ tác động tích cực hơn đối với các cổ phiếu này và làm tác động tích cực đến điểm số của thị trường chung. Về dòng ngân hàng của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng MBB ngày hôm qua bứt phá nổ, ngày hôm nay cũng có những cái sự test lại. Chia sẻ với chị là khi mà bứt phá tăng điểm ngày hôm qua ấy, thì ngày hôm nay test lại là chuyện bình thường, vì kết hợp với thị trường chung cũng chưa gọi là chưa bứt phá. Ở trong thời điểm hiện tại như này thì chúng ta nên tập làm quen với phiên tăng phiên giảm. Đây chúng ta thấy rằng cái giai đoạn này tăng được 2-3 phiên xong lại test lại, xong tăng một phiên hai phiên lại test lại, tăng một phiên hai phiên lại test lại, 1-2-3-4 phiên lại test lại. Thì việc tuy nhiên là chúng ta sau một thời gian chúng ta kiên nhẫn nắm giữ ấy, thì chúng ta cũng có một cái mức lợi nhuận khá là tốt rồi. Thế MBB thì chúng ta cũng làm quen với cái xu hướng vừa tăng vừa test đi. Hiện tại test lại khối lượng thấp này. ACB ngày hôm nay, ngày hôm qua cũng có thu hút dòng tiền, ngày hôm nay cũng có sự rung lắc và test lại với khối lượng thấp thì thế đánh giá vẫn là tích cực. Vẫn là tích cực đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng. VPBank ngày hôm nay cũng test lại tạo thành cái cây nến rút chân cũng khá là tốt. Thì xu hướng của VPBank thì vẫn đánh giá là một cái xu hướng cũng là một trong những cổ phiếu ngân hàng đang ở trạng thái tốt này. VPBank, MBB, ACB. Thực sự ba cổ phiếu đó là ba cổ phiếu mà đang có những cái trạng thái gọi là trên sàn HOSE là những cái cổ phiếu đang có trạng thái khá là tốt. Chẳng hạn riêng SHB. SHB chúng ta thấy rằng đó là cổ phiếu ở sàn HNX thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục là tích cực trong thời gian vừa qua. Và đây vùng này SHB cũng là gặp những cái vùng kháng cự. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng khớp lệnh khối lượng là hơn 60 triệu một phiên, đó là khối lượng khá là khủng. Khá là khủng vào cổ phiếu SHB rồi, làm đẩy cổ phiếu vừa qua cũng tăng khá là mạnh. Đây ạ, chúng ta thấy là tích lũy tạo nền khoảng độ gần 2 tháng thì sau đó bứt phá thì cũng khá là mạnh và chạy gần như là 4-5 phiên. Đã chúng ta thấy rằng bứt phá từ vùng 16 lên vùng 19 là cũng trạng thái 20% rồi. Đối với cổ phiếu SB là một trong những cổ phiếu mà khá mạnh của dòng ngân hàng. Đối với các cổ phiếu dòng chứng khoán hiện tại ngày hôm nay cũng test lại. Nhưng mà cái điểm trừ đó là khối lượng cũng gia tăng so với phiên trước. VND test lại này. SSI cũng test lại nhưng mà khối lượng gia tăng so với những cái phiên trước. Mặc dù vẫn đang nằm ở trong một cái gọi là hộp đa vát. Tuy nhiên là điểm trừ là khối lượng đã gia tăng thì chúng ta cũng cần phải quan sát thêm đối với các cổ phiếu dòng chứng khoán SHS này. Test lại khối lượng cũng gia tăng so với hai phiên vừa qua. Tiếp theo đó là đối với cổ phiếu HCM. Test lại khối lượng thì không quá gia tăng nhiều nhưng cũng gia tăng so với hai phiên trước. Thì nhìn chung á, các cổ phiếu dòng chứng khoán thì thế vẫn đánh giá là đang duy trì và giữ một cái xu hướng tăng và vẫn đang tích lũy cùng với cái xu hướng của thị trường chung. Khi thị trường chung mà chưa bứt phá được thì dòng tiền để mà mang tính đầu cơ vào các cổ phiếu này, các cổ phiếu dòng chứng khoán vẫn chưa có, thì hiện tại là chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta nên kiên nhẫn. Giả sử HCM các anh chị mua ở vùng này thì thôi, chúng ta vẫn gọi là bỏ qua và chúng ta kiên nhẫn đi, không có vấn đề gì cả. Không có, tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn nhé, vì cổ phiếu cái trạng thái vẫn đang là tích lũy. Đối với dòng thép thì đang có trạng thái cũng tích lũy tích cực. Dòng thép là theo thế đánh giá HPG chúng ta cần một phiên gọi là phiên bùng nổ với khối lượng lớn, chẳng hạn như FPT đúng không ạ. HPG vùng này là đang là vùng tích lũy đỉnh, tích lũy ở trên đỉnh nhé. Đây là những cái trạng thái tích lũy tích cực của dòng thép, và đến vùng này thì chúng ta không có lý do gì để chúng ta bán đâu ạ, vì đang tích lũy tích cực. Hoặc là Nam Kim cũng tích lũy tích cực này. Nam Kim ngày hôm nay thị trường điều chỉnh giảm, Nam Kim vẫn xanh, hoặc Hoa Sen cũng vậy thôi. Hoa Sen tạo thành một cái cây nến doji, chúng ta thấy rằng cây nến doji với khối lượng thấp này cho thấy là cũng đang tích lũy khá là tích cực. Tích lũy này gần như là những nhà đầu tư nào muốn bán thì cũng bán rồi, nhà đầu tư nào hiện tại của chúng ta muốn tham gia thì cũng chưa vội tham gia, muốn bán thì tạo ra cái tâm lý gọi là lưỡng lự, và đó là tạo ra một cái kênh đến doji. Ngày hôm nay có sự rung lắc nhưng mà dòng thép vẫn đang tích lũy tích cực và các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn nhé. Tiếp theo đến với các cổ phiếu dòng dầu khí.
dòng dầu khí vừa qua, chẳng hạn như ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là PVD hoặc là cũng như là GAT cũng đã có những cái sự điều chỉnh. Theo thế đánh giá, vùng này chỉ là vùng điều chỉnh ngắn hạn đối với các cổ phiếu dòng dầu khí thôi, chứ hoàn toàn không có trạng thái phân phối xảy ra. Không có trạng thái phân phối xảy ra khi chúng ta thấy rằng những cái phiên tăng điểm, đây cũng là một cái phiên gọi thu hút dòng tiền rất là lớn này. Vừa qua những cái phiên tăng điểm cũng thu hút dòng tiền rất là lớn. Phiên này bản chất là mở cửa đã là tích cực rồi, sau đó là có sự áp lực bán lại, thế nên tạo ra cây nến đỏ thôi. Nhưng mà chúng ta cũng khẳng định rằng là dòng tiền đã vào và hiện tại đang gọi là nằm trên cái vùng đỉnh cũ, thì vùng này đang là những cái vùng test lại thôi. Với khối lượng ở mức thấp thì đây là nhịp điều chỉnh bình thường. Nếu các anh chị học mối quan hệ giữa giá và khối lượng thì các anh chị nhìn rõ vùng này xác nhận là vùng điều chỉnh bình thường. Giả sử anh chị nào đang tỷ trọng thấp thì chúng ta có thể canh mua chẳng hạn như là GAT, PVS, PVD tại vùng này. GAT, PVS, PVD đang có những cái trạng thái giống nhau, điều chỉnh và chạm đường MA20 với cái mức độ khối lượng có gia tăng so với phiên trước thôi, nhưng mà vẫn là ở mức thấp so với mức trung bình. PVS cũng vậy thôi. Đó là ảnh hưởng của các cổ phiếu dòng dầu khí đang điều chỉnh thôi. Còn các anh chị xác định tham gia ở vùng này, khi mà tham gia ở vùng này được giá tốt, nhưng chúng ta phải chấp nhận là chúng ta cần cái sự kiên nhẫn. Thế thôi ạ. Nhưng vấn đề là thực ra bản thân Thế đánh giá là thị trường chứng khoán rèn cho Thế giai đoạn đầu không đủ kiên nhẫn đâu, chỉ đánh T3, T5 thôi. Nhưng mà sau dần dần rút kinh nghiệm và làm sao để có thể tối ưu hóa lợi nhuận thì Thế thiên về mua và nắm giữ nhiều hơn và chọn những cái vùng giá tốt nhất có thể, tốt nhất có thể, và xu hướng thiên mua và nắm giữ thì đến những cái vùng này. Giả sử các anh chị không mua được ở những cái vùng trước như này, chúng ta bỏ qua rồi, thì giả sử PVS thì Thế cũng mua ở nền trước này rồi, tại vùng nền trước khi mà bứt phá vượt đỉnh này xong test lại thì Thế cũng mua ở vùng này rồi. Thì hiện tại đối với PVS test lại ở vùng này thì nếu các anh chị chưa có thì theo Thế đánh giá là các anh chị có thể giải ngân một phần hoặc là chúng ta mua test trước để chúng ta có những cái lợi thế về mức giá ở trong thời điểm hiện tại. Thì Thế là tổng kết qua với các anh chị một số các trạng thái của các dòng cổ phiếu, của những cái cổ phiếu thu hút dòng tiền tích cực trong phiên nay, của các cổ phiếu mà dòng chính của thị trường, các cổ phiếu trụ cũng như là các cổ phiếu dòng ngân hàng, chứng khoán, thép và các cổ phiếu của dòng dầu khí. Đó là chia sẻ cập nhật với các anh chị là như vậy. Thì đối với danh mục của chúng ta thì chúng ta sẽ xem rằng danh mục của chúng ta trong ngày hôm nay là như thế nào. Thì chia sẻ với anh chị đó là danh mục ngày hôm nay thì hiện tại có SJC chúng ta mới mua, thì cái mức đang bị nghĩa là khi mà thị trường điều chỉnh đối với các cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp thì SJC hiện tại của chúng ta đang bị lỗ hơn 4%, PVD là bị lỗ hơn 2%, Nam Long thì lỗ hơn 2%, MVFG thì lỗ hơn 3,5%. Thì nhìn chung là cái mức đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà chúng ta mua trước Tết ấy thì có cái biên lợi nhuận khá là tốt và chúng ta khá yên tâm. Thực sự khá yên tâm, Thế nắm giữ khá yên tâm, nhưng mà các cổ phiếu mới mua ấy thì chúng ta cần phải chấp nhận là đó là cần phải kiên nhẫn thêm một chút. Thì đó mới là lý do là khi mà thị trường của chúng ta càng, đó là gì ạ? Khi thị trường của chúng ta càng rõ ràng thì cái cơ hội để chúng ta lại càng gọi là khó khăn hơn một chút, đúng không ạ? Khi thị trường của chúng ta, lúc mà Warren Buffett có nói là khi mà mọi người nghi ngờ, thì khi mọi người tham lam thì chúng ta lên sợ hãi, khi mọi người sợ hãi thì chúng ta lên tham lam, chẳng hạn như vậy. Thì cái danh mục trước Tết này sẽ ổn hơn. Trước Tết là ổn hơn so với cái danh mục mà hiện tại, mà đặc biệt là những cái thời điểm vừa qua khi mà thị trường tích lũy mà chúng ta mua ấy, thì cũng có những cái trạng thái gọi là điều chỉnh một chút, nhưng chưa vi phạm nguyên tắc và chưa có vấn đề gì cả. Và Thế vẫn nhìn vào trend trung hạn và dài hạn. Trung hạn đầu tiên là trung hạn, ngắn hạn thì đang chạm những vùng hỗ trợ PVD, PVS này chẳng hạn như vậy, nhưng mà cả SJC cũng vậy. Tuy nhiên là trung hạn vẫn đang khá là tốt, thì ngắn hạn hy vọng rằng và kỳ vọng rằng là dòng tiền sẽ quay trở lại. Đó là danh mục của hiện tại của hệ thống. Thì chúng ta sẽ quay trở lại đối với VN Index, thì chúng ta thấy rằng chỉ số của chúng ta vẫn tiếp tục biến động ở quanh những cái vùng gọi là hộp Davos và vùng tích lũy, thì chúng ta vẫn tiếp tục là kiên nhẫn và chúng ta hy vọng rằng hệ thống của chúng ta sớm được khắc phục và tình trạng nghẽn lệnh sẽ không xảy ra nữa, và như vậy nhà đầu tư sẽ yên tâm và sẽ không rời bỏ thị trường, và chúng ta cũng kỳ vọng ở những cái trạng thái như vậy. Còn
Thế đánh giá là xu hướng của thị trường của chúng ta vẫn biến động ở quanh vùng 1170, 1190 và chúng ta vẫn tiếp tục là kiên nhẫn, tiếp tục kiên nhẫn nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục. Chúng ta tiếp tục kiên nhẫn. Và hiện tại thì những anh chị nào có những cái câu hỏi hoặc những anh chị nào muốn hợp tác cùng hệ thống đầu tư ATG để tư vấn tốt hơn thì vui lòng các anh chị add Zalo của Thế qua số điện thoại 09 3639 8685 hoặc là các anh chị có thể comment ở trên thẳng YouTube này về những cái cổ phiếu mà các anh chị quan tâm và rất là hy vọng sẽ được hợp tác cùng với tất cả các anh chị và hỗ trợ các anh chị nhiều hơn ở trong thời gian tới. Vâng ạ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ bản tin thị trường sau. Và các anh chị nhớ like video của Thế nhé để ủng hộ Thế và team Target cũng như là để ủng hộ tinh thần của Thế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.